Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh chị, tất cả anh chị. Hôm nay em nói một chút về cái vấn đề cây nó nở ít bông. Thực ra thường nhà em ít khi mà nó nở bị ói như này. Đây là một cái bông là nở bị ói. Và để mà nói là nó không khác gì những cái cây cánh mai rất đẹp, cánh sen. Những bông này em đánh giá là một bông khá là tròn. Khi mọi người nhìn thấy đấy ạ. Đấy, nó là hoa kích. Nở có 3 nụ, 4 nụ gì đấy nhưng bị thui rồi. Đây, một nụ thui. Nụ này không nở được. Nhưng cái bộ cánh thì nó vẫn là dạng cánh bầu đó. Đấy. Cái này có 2 nụ nhưng bị thui mất rồi. Mọi người thấy không ạ? Cánh rất là bầu, rất là to. Thì để mà một cái cây đây, em quay dạo thân lá một tí nhá, để mọi người cùng ngắm nhá. Đấy. Dạo một tí thân lá để mọi người xem mà nhớ cái gì không. Cái này em quay rồi đấy, giới thiệu nhiều lần đấy. Thân chấm tím, lá tre nhá, nhỏ. Đấy, đây là một cái ki nuôi lên thôi. Ki em nuôi lên. Thì hôm nay em sẽ nói để mọi người có thể hiểu hơn một chút về cái vấn đề bộ cánh ngang như này, là mọi người đã gọi là cánh phẳng chưa? Bộ cánh như này là không gọi là khum nữa, mà nở như này thì gọi là tương đối phẳng rồi. Chứ nó có nghĩa là nở căng ấy. Thì chứ nó không phải là nở khum khum. Em từng nói nhiều lần là nở khum khum ấy, hoặc là người ta chụp ảnh ấy. Nở mới nở khum khum hoặc là hé thì không thể biết được chính xác bông hoa như nào, nhưng cây này nó nở. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi thì nó vẫn này, bộ cánh rất chả căng ra được đấy. Thì đây là có thể là mọi người sẽ không nhớ đến hoặc không nhận ra được, bởi vì bản thân em là em hiểu những cái vấn đề mà nở ít bông thì luôn luôn cái bộ cánh nó sẽ bầu hơn, lưỡi tròn hơn, hay là đại loại là nó sẽ có một cái hình thức biến thiên khác đi một chút so với là nở một chuỗi. Thì ở đây là em giới thiệu cho mọi người, cây này là cây đã có tên rồi nhé. Cây này là cây phi đẹp Cửu Long Hòa Bình, Cửu Long Cao Phong. Cái dòng lá tre này thì mọi người nhìn là biết ngay đúng không? Nếu để nói dòng Cửu Long, nó dòng lá tre này. Lá nhỏ nhưng mà thân nuôi đạt nó vẫn rất là to. Thì em giới thiệu với mọi người tại sao mà cái cây Cửu Long Hòa Bình nó lại bông nó tròn như này. Bởi vì nó ít bông, mà cái thân của nó thì rất là nhỏ thôi. Thân của nó chưa được 20cm. Thân hoa của nó ấy ạ, mọi người nhìn đấy ạ, chưa được 20 cm, nó chỉ rơi vào tầm độ 15 cm là cùng rồi. Em bôi thuốc cho nó ra hoa thì ki thì nó lại ra hoa. Thì đấy mọi người thấy cái lưỡi này nó rất là tròn. Lưỡi nó tròn, đánh giá cái lưỡi. Lưỡi tròn nó là như này đây. Kiểu dạng này lưỡi tròn đúng là này này nó hơi bị khuyết này. Nó chưa nở ra hết thì nó mới nở ra hết thì những cái lông này nó sẽ đều ra này. Nó sẽ đều ra. Thì cây này là cây vai ngang cánh bầu lưỡi tròn đấy. Thì ngày xưa mình cứ gọi như thế ấy, bởi vì là cái cây mà chẳng ai đặt tên. Nhưng về sau thì mọi người có trào lưu đặt tên mạnh thì những cái cây này đa phần là gọi tên hết. Đây là cây phi điệp Cửu Long Hòa Bình. Bông nở rất là tròn, rất là ngắn cánh, vì nó nở ít bông. Và có những cái yếu tố khi mà ít bông ấy, thì nó luôn luôn là cánh tròn, cánh bầu hơn. Nó có một số cây em nói rất nhiều nhưng mà va chạm đến hơi nhiều anh em với cái việc đó, chính là chúng ta phải nhận ra được rằng ấy, khi mà nở một bông hoặc nở ít bông ấy, thì bông đấy chắc chắn sẽ đẹp. Và cái vấn đề đó chính là một bông nhưng mà hoa nó phải ở trên thân như này, chứ không phải là vặt ra xong rồi buộc vào xong rồi thì gọi là ít bông ấy. Em đánh giá nó rất là kém, bởi vì như cái bông Cửu Long Cao Phong nó không được tròn như này đâu, cánh nó bé rất nhiều. Thì mọi người chú ý về cái việc đó, chính là
cửu long cao phong cánh nó to như thế này nhưng nó dài chứ nó không ngắn như thế này đâu. Cánh bầu. Nhưng đây là một cái cây, nó chỉ là một cây bé thôi và nở một bông thì đương nhiên là cái bông nó đã khác hoàn toàn. Ví dụ như cây này mà anh chị mà chơi mà có thể là mới chơi nhá, anh chị nào mới chơi thì nhìn cái bông này thì không thể bảo là cây cửu long được. Mọi người có thể so mà xem. Nhưng em so thì thứ nhất là cái cây này em nói rằng là nó là cây cửu long, bởi cửu long em rất là nhiều. Cái thứ hai đó chính là cái việc thân lá của nó không còn sai được, không chệch vào đâu được, dòng lá tre. Thân to chứ nó không phải dòng lá mít. Còn nếu mà để mà nói một khuôn bông mà một cái cây cửu long thì nó không ăn được bông này. Nếu mà để nhìn khuôn bông ấy thực tế. Chứ lên ảnh thì em không biết. Lên ảnh nhiều khi do mọi người chụp thì nó sẽ nở căng hoặc chưa căng hoặc là một số yếu tố khác. Thì em cũng muốn nói về cái vấn đề đó chính là trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em nói rất rõ về cái bông cửu long rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó em quay là hôm ấy nó không có nắng, trời mưa nên nó không được đẹp. Hôm nay nó nắng thì nhìn màu nó đẹp hơn. Từ cái lưỡi, cái mũi của nó cho đến khuôn bông nó cũng khá đẹp. So với một cây tím mà em đánh giá này, nó là một cây rất đẹp. Bởi vì cái cây cửu long cao phong ấy nó không hề giống với là những cái cây khác mà không ổn định. Và nó phải ổn định thì luôn luôn nó là những cái cây đặc sắc. Bởi vì nó ổn định, tính ổn định nó cao. Còn phi điệp em nói thật các bác là nó, sự biến thiên nó quá lớn luôn. Khi mà nở một bông với cả nở nhiều bông là nó khác nhau cực nhiều. Thì mọi người chú ý. Có những cái tên rất là mới hoặc những cái tên mà sinh ra chỉ để bán cho nó đắt lên ấy, thì em không đồng ý với cái quan điểm đó. Ví dụ như cây này em không gọi là cây cửu long cao cửu long nữa, thì em sẽ gọi nó là cây khác, thì nó sẽ có thể là giá nó sẽ cao hơn ấy. Nhưng cái câu chuyện là chúng ta chơi thì chúng ta phải tìm hiểu về thân lá, hoa nó như nào. Đấy, thì mọi người chú ý. Có nhiều cây ấy là em, như em biết là người ta gọi tên từ một cái cây này ngày trước thì nó chỉ có một cái tên thôi, nhưng về sau thì nó đẻ ra quá nhiều. Em không xin phép mà không dám là đưa lên đây, bởi vì khi em đưa lên thì sẽ gần như sẽ có cái ý kiểu như là xúc phạm đến người đặt tên ấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái cây nó cũng có những cái đặc tính của nó. Và cuộc chơi của chúng ta thì cần nhất là sự công bằng, để cho người mới hay người cũ đều phải hiểu rằng là cái giá trị cái cây đó nó là cây gì. Chúng ta hiểu được. Chứ bây giờ mà anh chơi lan thâm niên lâu năm, hoặc là anh có tí danh tiếng xong anh bắt đầu đặt tên bừa, thì em thấy là cái điều đó là nó không hay lắm. Và người ta cùng một cái cây mà cùng một cái hoa mà chẳng qua là thời điểm nở nó khác nhau, với cả nhiều bông ít bông nó khác nhau một tí thôi, là các anh lại gọi tên mới xong lại bán giá rất là cao hơn so với cái giá cũ của nó. Thì đấy, em thấy là một cái điều chưa hề công bằng. Đến cái việc đó chính là anh em chơi sưu tầm thì không phải ai cũng có thể hiểu được hết cái cây và cái kiến thức về những cái cây. Nhiều anh chị em mới chơi mua những cái hàng vùng miền rồi những cái hàng ấy là nó cứ bỏ cả số thứ ấy, thì em thấy là nó không thực sự xứng đáng. Mọi người nên chú ý là cùng một cái cây mà nó na ná nhau ấy thì tốt nhất là cứ cây rẻ mà mua. Về phi điệp thì em không dám nói, bởi vì có rất là nhiều người đặt tên, hoặc rất là nhiều có nhiều cây quý mọi người đặt tên ra, nhưng mà thực ra ấy thì cuộc chơi nó vẫn đang bị hỗn loạn, nên là giá cả nó không được ổn định. Và cây nó cũng không được nhìn nhận một cách chính xác. Thì đợt tới này em sẽ làm những cái video chi tiết hơn về cái cách mà nhìn nhận và đánh giá một cái cây nó ở giá trị ở mức nào. Thì hôm nào em sẽ làm một cái clip đó. Thì anh chị có thể xem và tham khảo. Ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em có rất là nhiều video em nói rất là chi tiết và dành cho tất cả các bác. Nhất là anh chị nào mới chơi thì nên tìm hiểu kỹ để mà mình không bị nhầm, không bị mua nhầm cây. Cái bông này là cái bông của em, là cái bông cửu long cao phong. Thì nếu như anh chị mà có thấy một cái bông cửu long cao phong nó như thế này ấy, thì chắc chắn là anh chị sẽ phải nhìn nhận lại là nó là một bông rất đẹp và rất đáng để mua sưu tầm. Nhưng mà không phải là bông nào nó cũng nở ra như này, bởi vì cây này nó nở một bông.
nó nở 4-5 bông ấy, nhưng mà nó bị thui rồi đây này mọi người ạ. Đấy, nó bị thui, nó kém thì nó nở được một bông rất căng và rất là đẹp. Nhưng mà là nó ít bông thì đương nhiên là bông nó phải rất đẹp rồi, còn khi mà nhiều bông ấy thì nó khác. Nó cũng như kiểu là nhiều số cây, một số cây mà cánh bầu, cánh biếc ấy, cánh bầu ấy, nhất là dạng cánh bầu, cánh bay ấy, người ta nở được vài bông mà nở chưa ổn định, mới nở được có 1 năm, xong rồi quay video chụp ảnh các kiểu. Nhưng mà thực ra thì những cái cây đấy tính ổn định nó tùy cây. Thì mọi người chú ý xem cái cây đấy thực sự là cái cây mà mình mua là có ổn định không. Ổn định thì anh chị mua. Ví dụ như cái cây này. Đấy, chúng ta phải đánh giá là một cây nở căng như thế này với cái bộ lưỡi tròn cánh bầu này, cánh kiểu dạng cánh sen này, quá đẹp. Thì anh chị chú ý về cái việc đó chính là chúng ta sưu tầm mới chơi, sưu tầm những cái giống mà thực sự nó có giá trị. Em sẽ nói về những cái bài sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại vào những video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.